Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phá đảo cơm nóng. Alo. Có phải chị lụm được điện thoại của tôi không? Tôi qua Hồng đây nè. Bà vẫn không bỏ được cái tật đi đâu quên đó hả? Ủa? Bà hả? Tôi cũng có chuyện muốn nói với bà đó. Vậy sao? Tôi nghe nói chồng bà bây giờ là giám đốc bộ phận ở tập đoàn Phương Đông hả? Chúc mừng nha. Bà đúng là may mắn thiệt á. Bây giờ thấy hối hận rồi phải không? Cảm thấy thất vọng. Vì tôi thì cưới được một hoàng tử, còn bà thì thì là cái gì tôi cũng không biết nữa. Thôi đi Hoa Hồng, chuyện cũ bỏ qua đi. Tôi với bà dù gì cũng là bạn mà. Bây giờ thật sự rằng gia đình tôi chỉ có một mình bà mới giúp được thôi à. Gì? Bà nói gì? Từng là bạn bè hả? Cũng biết dùng từ chính xác quá ha. Tôi tưởng bà vẫn ngu như ngày xưa, nhưng mà không ngờ cuộc sống khó khăn của bà đã làm bà thông minh hơn. Bà đừng có như vậy, coi như tôi năn nỉ bà đó được không? Gì? Cái gì? Cũng biết xuống nước năn nỉ tôi nữa hả? Thôi được, tôi cũng không phải là người hẹp hòi, nên ok, có gì ngày mai cứ tới đi nha. Anh, mình ăn cơm đi. Tôi không phải là người hẹp hòi, nhất là với những người xa cơ lỡ giận. Dám ăn nói với Mai Chi này như vậy sao? Nó tưởng nó là ai chứ? Đã vậy còn cúp máy ngang nữa chứ. Thật tức chết mà. Cái con nhỏ này. Bà xã. Bà xã, chuyện gì vậy hả? Chuyện gì đâu, anh tránh ra coi. Nghe anh nói nè, có phải em để quên điện thoại nhà cô dịch bầu không? Hả? Có phải người quan trọng mà em cần đi gặp đó là cô ta không? Em đừng nói là nhờ cô ta giúp cho anh nha. Thôi đi, chuyện đó là chuyện của em. Bà xã, mình đừng có làm như vậy. Mình làm như vậy người ta coi thường mình đó. Người ta coi thường mình thì đó sao? Sao em nói vậy? Chứ anh nghĩ vợ chồng mình có gì mà bắt người ta coi trọng hả? Không thể nói như vậy được đâu em mà. Anh cứ mặc kệ em như sao. Người ta coi thường em không sao hết, miễn sao em không coi thường em là được. Anh ăn thêm gà đi, dạo này em thấy anh ốm lắm á. Tôi có phải con nít đâu. Hình như công ty anh đang tuyển manager hả? Cô nghe ai nói? Em nghe bà Lý Trang nói. Tuyển được ai chưa anh? Sao cô quan tâm vậy? Có ai liên quan sao? Không, tại vì em là bà xã của anh thì em phải biết công việc của anh chứ. Chuyện của tôi không cần cô phải lo. Không phải, tại vì em thấy bà Lý Trang có chủ ý gì đó. Nếu không tự nhiên tại sao lại quan tâm đến chuyện tuyển nhân sự ở phòng của anh? Em nghĩ là bà muốn giới thiệu ai đó, còn giới thiệu vợ anh ta tới đây nữa mà. Cô lạ thật, sao lại cho những người luồn cuối vào nhà chứ? Anh mới lạ đó. Vợ của sếp giới thiệu, không lẽ tới đây không tiếp? Cô có biết suy nghĩ không đây? Nếu chuyện này mà đồn đến công ty, còn gì là uy tín của tôi nữa? Lần sau bất kể ai giới thiệu đến nhà cũng đừng cho vào, nhớ chưa? Em biết rồi. Mà trên đời này tôi ghét nhất là thứ đàn ông đó. Có thực lực thì tự đi xin đi, còn nhờ người khác xin xỏ. Còn là phụ nữ nữa chứ.
Cái loại đàn ông gì không biết, đúng là vô dụng. Ừ, em cũng nghĩ nếu như cái loại đàn ông vô dụng đó mà vô công ty làm thì em nghĩ là không tốt đâu. Mà anh nè, bộ vị trí đó quan trọng lắm hay sao mà bà Lý Trang lại quan tâm đến như vậy? Còn cô, sao cô quan tâm? Tại vì em cảm thấy thắc mắc một chút xíu thôi. Mối quan hệ của anh với ông Tấn Hùng á thì rất là tốt. Còn bà Lý Trang thì anh thừa biết rồi đó, ai mà dám làm phật ý bả. Nhưng nếu nói như vậy thì mình phải nhận một người bất tài như vậy vô công ty hay sao? Thầy trưởng phòng nhân sự cũng muốn đưa cháu mình vào nữa. Như vậy thì khó cho anh rồi. Anh định tính sao đây? Đủ rồi, cô quan tâm hơi quá mức rồi đó. Chờ chút. Thưa ba mới qua chơi ạ. Dạ con mời ba vô nhà. Gì vậy? Con mới lao ba dặm dơ ạ. Dạ. Dạ. Chỉ cứ vòng vòng vậy hoài mày lao hoài vậy hả? Dạ. Dạ ba cất dép ngoài đó đi. Nó bỏ dép đi. Dạ. Nhìn cái mặt không ưa, ai kỹ màu hay gì á. Thằng này nè. Dạ. Xanh nhiều cái sao gì á. Sao gì nói lắm. Vợ con nói con là sao chổi á. Mày chổi cùng á. Dạ. Ủa ba xách đồ gì mà nhiều vậy? Mua cho hai đứa ăn tuần lễ á, cất đi, bỏ vô tủ lạnh. Dạ, con cảm ơn ba. Chỉ có ba là thương vợ chồng con nhất thôi á. Có chuyện nghe khùng không? Con cái không thương cũng lẽ thương con hàng xóm. Dạ. Ừ. Sao ba? Cất nhanh ra nó nghe nè. Có thể cho miếng gió được không? Gió hả ba? Ừ. Dạ. Là gì? Gió nè ba. Ba mát chưa? Máy lạnh, máy lạnh. Máy lạnh hả? Máy lạnh. Dạ. Dạ nè ba. Quạt này hả? Dạ. Máy lạnh sống mở. Dạ vợ con nói thời buổi giờ khó khăn nên cái gì mình cũng phải tiết kiệm hết. Quạt máy thì cất đi vì mình có thể xài quạt tay. Máy lạnh thì không được mở. Tivi á thì chỉ coi những chương trình cần thiết thôi. Còn nước á thì mình phải... Thôi nhiêu đó đủ rồi. Hiểu rồi. Thế bây giờ gió không có thì bây giờ nước không lẽ là tiện sao? Dạ. Nước uống. Dạ nước uống thì bao la. Ba chờ con chút nha. Rồi. Cảm ơn bà nha. Đầu óc tôi lúc này đâu đâu. Có gì mới đâu. Từ xưa giờ vẫn vậy mà. Đầu óc bà đầu. Mà chị bình tĩnh. Chồng mày đang thất nghiệp đó. Mày đang nhờ vả người ta mà. Chắc là do ảnh hưởng thói quen hồi xưa gì. Đâu có lúc nào để gì trong đầu đâu. Toàn là tôi nhớ giùm bà không à. Làm bà giùm bà nữa. Mà thay đổi nhiều quá. Đó là chuyện của hồi xưa rồi. Tôi cũng biết tôi cũng có phần sai. Thôi bà bỏ qua cho tôi đi. Ủa? Tưởng gì cũng bỏ qua được hả? Coi như tôi xin bà đó được không? Bà giúp cho chồng tôi vào tập đoàn Phương Đông làm đi Hoa Hồng. Hả? Cái gì? Nói gì nghe không kỹ. Bà giúp cho chồng tôi vào tập đoàn Phương Đông làm nha. Ủa? Chứ bữa trước ai nói chồng tôi giỏi lắm, chắc chắn sẽ vô được tập đoàn Phương Đông. Tự nhiên sao bữa nay đi năn nỉ tôi vậy hả? Ừ. Ủa? Ai nói tôi đâu có nói đâu. Không nhớ hả? Không. Về nhà nhớ đi.
Thôi mà Hoa Hồng, bây giờ vậy đi, bà đừng có suy nghĩ trong đầu là bà đang giúp tôi nữa, mà bà hãy suy nghĩ rằng bà đang giúp một người đàn ông tên là Lâm Đại Phong. Người này rất là dễ thương nha. À, chuyện này cũng hơi khó nhưng mà... Hoa Hồng, để thử coi đã. Bà nói vậy là tôi yên tâm rồi, tôi tin chắc bà sẽ làm được mà. Cảm ơn bà nha. Vậy thôi tôi không phiền bà nữa, tôi về ha. Ôi trời ơi, bây giờ tới tôi đảng trí đây nè. Ủa sao vậy? Bữa nay hẹn khách tới nhà nhưng mà tự nhiên chị giúp việc chị về quê rồi, không biết làm sao đây nữa. Trời ơi, có vậy cũng lo lắng, để tôi làm cho. Ơi con ơi. Dạ. Cái điện thoại của con sao mà ba gỗ ò é e hoài vậy? Dạ, hôm bữa con đi đường bị giật mất điện thoại rồi. Bị giật? Dạ. Rồi con có bị quýnh không? Ủa sao nó giật điện thoại con mà con bị quýnh ba? Nó giật xong nó coi cái điện thoại, nó quay lại nó giọng vô mặt con mấy cái. Cái điện thoại gùi bắp mà cũng giật. Thằng này chắc mới ra nghề hay gì á. Ba này. Mà không có điện thoại thì sao liên lạc được con? Ê quên, con bị giật dám về vợ đâu, con nó chửi dữ lắm không? Dạ đâu có chửi đâu ba. Trời ơi, sao bữa nay nó hiền dữ hả? Dạ vợ con đánh con không à. Ba cũng rành vụ này. Dạ hồi nhỏ ba cũng vậy á. Dạ hên má mày chết sớm. Dạ thôi giỡn, con đừng giận đó nha. Dạ con đâu dám giận vợ con đâu ba, con sợ vợ con giận con lắm. Mỗi lần mà vợ con trừng mắt lên cái là khí phách anh hùng của con biến mất tiêu luôn à. Nói chung tại vì má nó chết sớm rồi ba cưng chiều quá riết nó hư. Dạ thì bởi cha mẹ bà cưng chiều con cái quá thì con cái dễ hư hỏng lắm. Ê ăn trộm. Dạ. Ý mày nói tao không biết dạy con mày? Dạ đâu có đâu ba. Ý con đâu phải vậy. Ý con là con nói chung chung vậy thôi à. Chung chung mày chửi cha tao chứ chung chung gì. Dạ đâu có, con đâu có dám chửi ba đâu. Ba thông cảm cho con trẻ nghe. Mày mà trẻ già hơn trái cà nữa, trẻ trẻ. Không đi kiếm việc làm đi. Đàn ông con trai mà không có việc làm con vợ nó khi dễ lắm đó con. Con cũng biết chứ ba. Nhưng thời buổi bây giờ khó kiếm việc làm lắm. Ba giới thiệu con. Làm gì ba? Bưng phở. Thôi, con đang chờ người ta kêu phỏng vấn nè. Công việc lớn lắm mà cũng phù hợp với lại kinh nghiệm của con nữa. Gì vậy ba? Cho con á. Ba cho con hả? Ừ. Chứ con đợi người ta phỏng vấn, không có số điện thoại làm sao người ta liên lạc con. Dạ. Lấy đi, rồi đưa cái số này cho người ta, đặng người ta liên lạc với mình, hiểu không? Dạ, con điện, cảm ơn ba. Điện thoại này nó được một cái hay lắm. Hay gì ba? Chụp hình được hả? Bậy, không bao giờ bị giật. Sao hay vậy ba? Nó cù bắp hơn của con. Nó sẽ giữ xài đi nha. Cái giò nước thôi mà cũng sang hơn người ta nữa. Biết chừng nào mình mới có được căn nhà giống như vậy. Chắc chồng nó phải là người tài giỏi lắm. Nhỏ này công nhận sướng thiệt. Nói gì vậy? Đang muốn biết chồng tôi là ai chứ gì? Thôi đi, tôi đang mừng cho cô đó. Hai đứa bằng tuổi nhau mà bà may mắn hơn tôi rất là nhiều, bà biết không? Được hưởng cuộc sống sung sướng giống vậy. Nói vậy là bà không có được may mắn hả? Bà bị lấy lộn chồng hả Mai Chi? Ê, chuyện này là bà nói sai nha. Nói cho bà biết chồng tôi là một người chồng tuyệt vời đó. Đúng là chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông hương mặt người, phải không? Ê, bà riêng chuyện này tôi phải công nhận nha. Trí nhớ của bà rất là tốt luôn á. Một câu dài vậy mà bà nhớ không sai chữ nào hết. Bữa nào chỉ tôi bí quyết đi, tôi hay quên lắm. Để đâu đó đi. Làm cocktail cho tôi. Cocktail. Bữa nay làm loại này đây nè.
một phần hai trái cam, hai lá kiwi, một trái chanh, một phần hai. Làm cho đúng công thức đó. Còn nữa, ở trong tủ lạnh có sườn cừu, cá mú và tôm, làm hết cho tôi. Nhưng mà làm món gì? Sườn cừu thì sốt rượu vang, cá mú thì hấp Hồng Kông, còn tôm thì nướng phô mai. Biết làm không? Thử bài thôi. Riêng chuyện gì chứ chuyện đó là tôi ăn đứt bài đó. Vậy thì nấu nhanh lên đi, khách của tôi sắp tới rồi đó. Trời ơi, nhà bà đẹp thiệt luôn á Hoa Hồng. Tôi không tin vào mắt của mình luôn á. Nhà bà công nhận đẹp thiệt á. Đi vô nhà bà mà tôi cứ tưởng là mình đang lạc vào một cái căn biệt thự nào đó của một ngôi sao điện ảnh Hollywood chứ. Bạn Lan, bạn nói hơi quá rồi đó. Tôi quen vậy rồi, mình cứ nói cho người ta vui. À Hoa Hồng, hôm nay có chuyện gì mà mời tôi tới đây chơi vậy? Thì lâu ngày không gặp bạn bè, mời tới đây tám chơi không được hả? Được chứ sao? Để tôi kêu người lấy nước cho mấy bà uống nha. Cocktail của tôi xong chưa? Đợi chút đi, sắp xong rồi. Mang cho tôi 4 ly. Nó nói chuyện với mình giống như mình là người ở của nó thiệt vậy. Nhịn, phải nhịn. Vì tương lai, vì công việc của chồng mình. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Mai Chi. Mai Chi. Sao bà cứ đưa tụi tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? Bộ bà hết làm ở quán ăn rồi hả? Không, bà tới đây xin việc cho chồng bà. Chỉ vì xin giúp chồng thôi mà phải đi bằng đầu gối vậy đó hả? Ồ, quá lời đó. Quá lời gì, tôi nói sự thật thôi mà. Để nước xuống đi. Bà ngồi xuống đây nói chuyện tôi chơi nha. Mấy bà đói chưa? Tôi cũng đói lắm rồi đó. Bà chuẩn bị đồ ăn xong chưa Mai Chi? Mai Chi mà cũng phải nấu ăn cho nhà bà nữa hả? Thôi đi đi. Xong hết rồi. Mấy bà chờ chút nha. Hoa Hồng. Quá đáng. Cùng là bạn bè với nhau, sao bà có thể đối xử vậy được chứ? Tôi về trước đi. Nè. Kệ nó. Thôi kệ bà đi, mình vô đi. Con vịt bầu này nó muốn chết mà. Càng ngày bà càng đẹp ghê luôn á Hoa Hồng. Cũng thường thôi. Hoa Hồng, tôi là bạn của bà mà bà đối xử với tôi như vậy á hả? Bà đừng có tưởng là tôi sợ bà nghe chưa. Nè, chồng bà là cái gì? Chồng bà chỉ là giám đốc bộ phận thôi. Có gì là to tát đâu mà bà phải lên mặt giống như vậy hả? Dù cho chồng bà có là tổng thống đi nữa, bà cũng không nên đem tôi ra làm tôi cười cho người khác. Bà nhìn lại bà đi, bà có gì mà hay ho chứ? Từ trên xuống dưới chỗ nào bà cũng sửa. Răng mắt mũi miệng, nhất sửa nhất là nhiều cái đầu của bà. Lúc nào cũng ngu muội hết, mất tính người rồi bà biết chưa hả? Bà nói đủ chưa hả? Hả? Bà có tư cách gì mà nói ở đây? Chồng bà hơn 30 tuổi đầu rồi, vẫn chưa có việc làm đó. Nhà bà chưa chết đói là may lắm rồi ha. À quên nữa, còn số nợ 29.300.000 nữa bà tính sao đây? Cứ sống như vậy hoài đi ha. Rồi đến tiền học phí của con cũng không có mà đóng. Con muốn học Anh văn còn không có tiền mà đóng ha. Cái con heo đất của con nhỏ nuôi cũng đắt luôn. Bà... rồi tiền của ba mình, tiền lương hưu đó bà biết không? Bà cũng lừa mà nói dối là con đi học nấu ăn, có học không? Mượn tiền của mẹ chồng nữa, đẹp mặt chưa? Bị bà chửi đó, đẹp mặt chưa hả bà Chi? Bà yên đi, chuyện của tôi ai mượn bà xí vô hả? Sao bà biết được? Làm sao tôi không biết được? Muốn
tội nghiệp, người ta muốn chửi cái gì chửi, ma sát như nào cũng được ha. Bà bị té xuống tận địa ngục rồi ba chơi. Thu Cúc đâu rồi mấy bà? Thấy bạn tội nghiệp quá, cầm lòng không được nên đi về mất tiêu rồi. Thôi mấy bà ăn đi. Ước gì có chén muối tiêu chanh. Ớt nữa. Có mà, mấy bà đợi chút nha. Mọi người ăn đi. Nè, không, tôi không ăn tôm. Thơm quá. Ôi trời ơi, đổ rồi sao vậy? Chết rồi. Thôi bà để đó đi, tôi ra tôi lao cho. Ờ, cảm ơn nha. Nghe luôn không? Dạ thôi khỏi, cảm ơn nha. Ơ, ông xã mình về rồi kìa. Ông xã. Ông xã. Ông xã nhớ bạn bè lớp 12 của mình không? Nãy giờ mọi người cứ thắc mắc không biết chồng của em là ai. Biết rồi chưa? Chồng của tôi Tuấn Dĩ, là giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của tập đoàn Phương Đông đó. Mai Chi, nhớ Tuấn Dĩ không? Chính xác là hai người lấy nhau hồi nào vậy? Trước mặt bà mà bà còn không tin nữa hả? Anh nói gì đi. Tụi mình cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp đại học á. Còn một tháng nữa là tròn 6 năm đúng không anh? Ơ, à, Mai Chi, ông xã à, anh mệt rồi phải không? Anh lên nghỉ đi. Xấu xa như vậy sao? Phản bội tôi để anh đi lấy dịch bầu hả? Anh có bị điên không? 6 năm qua anh đã rất hạnh phúc đúng không? Em nghe đây hả? Anh cho con cơm trước đi. Em hả? Em đâu có khóc đâu. Anh khùng quá. Ai làm em khóc được chứ? Thôi hãy cho con cơm đi. Ừ, bye bye. Bà nó dịch bầu. Bây giờ bà có thiếu gì đâu. Bà ở đây, bà có biết là nhà tôi khắc khổ thế nào không? Bà ở biệt thự, bà đi xe hơi, bà là người giàu có, người xinh đẹp. Kể cả mối tình đầu của tôi, bà cũng đang sở hữu nữa. Vậy thì cớ gì? Cớ gì bà lại cố tình làm bẻ mặt tôi? Tại sao bà lại ác như vậy? Thôi
một công chúa. Trời ơi, tại sao bây giờ ông trời lại cho con trở thành một đứa ô sin như vậy? Ông trời ơi. Sao, ăn chi vậy, đã không? Ừ, tôi cũng không ngờ là nó can đảm vậy đó. Mấy bà ăn xong chưa? Bố không có chuyện gì làm hả? Về đi. Thì chứ đồ ăn cũng có ngon đâu, ở lại. Ờ, thôi đi về. Về nhanh đi, không tiễn. Về đó. Tuấn gì yêu Mai Chi cũng đúng. Vậy sao? Em bỏ tôi để sống một cuộc sống như vậy sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy Mai Chi? Em cứ nghĩ cho anh gặp Mai Chi bây giờ anh sẽ thất vọng và quên cô ta đi. Không ngờ em đã sai lầm. Mai Chi, tại sao em lại bỏ tôi để lấy chồng? Tôi đã làm gì có lỗi với em? Tại sao? Tại sao vậy? Mai Chi nó đi lấy chồng 4 năm rồi, anh quên nó đi. Tại sao lúc nào anh cũng nhớ tới nó hả? Tôi không quên được. Tôi không thể quên được. Em có hỏi quần quýnh sao nào?
Tôi không phải là loại đàn ông vô trách nhiệm đâu. Vậy nếu em có thai anh sẽ cưới em hả? Em xin lỗi đã làm em đau. Nhưng mà tất cả những gì em làm chỉ vì em yêu anh thôi mà. Tại vì em rất yêu anh. Đâu vậy? Tôi đi đâu là chuyện của tôi, cô không phải quan tâm. Cô muốn nói gì với mẹ tôi thì cứ nói đi. Chết hả? Đi xong nhìn gì hết vậy? Trời ơi! Đụng người ta còn nói chuyện ngang ngược nữa hả? Rõ ràng cô đi sai. Tôi mà không thắng kịp cô cùng mạng để mà cãi với tôi không? Đi đó, đi đó, đi đó. Nè, đừng có tưởng thấy phụ nữ rồi dễ ăn hiếp nha. Nói cho anh nghe, muốn ăn hiếp thì cũng phải nhìn mặt. Nhìn mặt tôi đi. Con có dễ ăn hiếp không hả? Được rồi. Tôi là người tốt bụng, xin lỗi đi rồi tôi cho đi. Người sai là cô phải xin lỗi. Mà tôi không cần nghe đâu. Ê, nè, 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 nè. Tính chạy trốn hả? Phải xin lỗi tôi biết chưa? Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3. Anh mà không xin lỗi là có chuyện với tôi đó. 1 2 3 Anh cô bị làm sao vậy? Tâm với mình thì việc gì mình phải có lương tâm với nó. Nè, cứ về đi. Trời, cái cổ chết cha gãy xương cổ rồi. Cái chân đi, đừng tầm bộ nữa. Đau quá, ai nói tầm bộ, tôi đau thiệt mà. Cái xe của anh bự như vậy, đụng người ta kêu không sao là sao? Cái gì? Cái cổ của tôi kỳ này chắc chắn là gãy xương rồi. Cái chân nữa làm sao mà đi làm được đây? Nè nè, đừng nhìn cái xe tôi nè. Không phải là xe tăng nha. Làm gì mà đụng cô gì mà gãy cổ, gãy chân, tùm lum la vậy? Tôi không biết. Nhưng mà bây giờ toàn thân của tôi đau ê ẩm lắm. Anh bồi thường cho tôi đi. Ông bồi là tôi báo cảnh sát, tôi nhớ số xe rồi đó. Thôi được rồi. Khỏi gọi mất công. Không được. Thứ cô cần là cái này phải không? Ây da. Nè. Anh đau rồi hả? Gãy chân, đau cổ rồi hết hả? Ai cần tiền của anh chứ? Tôi có việc làm đàng hoàng, đâu có phải là cái thứ ăn dạ đâu. Để đưa điện thoại đây. Cô định làm cái gì? Nè, không có được đổi số đâu đó. Chừng nào có kết quả tôi sẽ gọi cho anh. Tùy cô thôi. Đứng dậy đi. Đưa tay đây. Ôi trời, sao đau quá vậy nè.
Chưa bao giờ mà tôi đau giống như vậy á, thiệt á. Đưa tay đây tôi đỡ vậy nè. Nhưng mà nhớ tôi không có dễ để qua mặt đâu nha. Dễ. Cái gì? Không dễ. Quá đáng. Nè, đừng có đổi số điện thoại, tôi sẽ gọi lại cho anh đó. Mẹ uống nước ạ. Ừ. Cảm ơn con. Mẹ con nghe nói nhiều về chuyện của thằng Huy Hoàng. Nó y hệt ba nó hồi còn trẻ. Cũng ăn chơi, cũng đã từng trải qua nhiều cuộc tình chớp nhoáng với các cô gái. Cũng may mà mẹ đã khéo léo để giữ chân ông ấy đó. Con còn trẻ lắm, chưa từng trải nên con chưa hiểu. Người đàn ông trong tình cảm bao giờ cũng tham lam, thích lãng đãng mưa gió với các phụ nữ. Vì vậy, người phụ nữ có thể biến người đàn ông thành anh hùng, và có thể biến họ thành kẻ thất bại cũng không chừng. Nhưng người vợ tài giỏi sẽ biết cách nắm giữ trái tim chồng mình. Con nhất định phải cố gắng lên nha. Dạ. Người đàn ông dù cho có bay bướm đến đâu, khi có con rồi họ sẽ thay đổi. Hai đứa cũng phải có con đi. Mẹ sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi cho nha. Em về rồi nè. Coi cái gì mà nghiền dữ vậy không biết. Việc các lệnh đặt giao dịch của nhà đầu tư phải chờ đợi trong 15 phút này, chứ không được cấp lệnh ngay khi có thể, đã tạo ra những rủi ro cho chính anh. Vậy có tivi kìa, chiếu cái gì hay quá kìa anh. Anh có tivi, có tivi. Coi gì? Có tivi. Ủa bà xã em mới về hả? Anh có biết tháng vừa rồi em trả tiền điện bao nhiêu không? Hơn 100.000 rồi đó. Bà xã, tháng này anh tiết kiệm dữ lắm rồi. Anh nghĩ chừng khoảng 90 à, nhưng anh sẽ còn tiết kiệm nữa. Trời ơi, sao hồi nãy mình ngu quá vậy không biết. Cọc tiền đó cũng có 10 triệu chứ đâu có ít. Tự nhiên sự diện với người dân, trong khi đó lại tiết kiệm mấy 10.000 với chồng. Thay vì mở tivi thì anh mở máy lạnh ngủ đi cho nó mát. Bà xã, em kêu anh tiết kiệm mà, em sao vậy? Lúc nóng lúc lạnh là sao? Sao gì mà sao? Mệt. Ủa bà xã, chân em sao vậy? Hả? Em bị xe đụng đó. Anh ở nhà ngủ cho sướng. Ủa, ai đụng em vậy? Xe hơi đụng. Em chờ anh chút nha. Trời ơi, sao hồi nãy nó đâu có dữ gì nè. Nãy thấy chạy sơ thôi mà. Trời ơi, thôi đi, em sợ cái này nó rát lắm. Em ráng chịu đau một chút đi. Ráng chịu đau nha. Em đó, tại sao đi đứng không cẩn thận vậy trơn vậy? Lại không. Em sao vậy bà xã? Hả? Em thương anh không được hả? Thương sao mặt em buồn hiu vậy? Sao lại muốn khóc vậy hả? Em vui. Em rất là vui. Bà xã,
em có sao không vậy? Đụng xe mà em vui là sao? Hả? Đầu em có sao không? Hả? Ơi, em mệt anh quá. Sao em bị điên hả? Em mà bị điên cái nhà này còn cái gì nữa? Người ta nói á, trong cái xui nó có cái rủi. Em bị xe đụng là cái xui, bây giờ là tới cái... Ủa? Phải phải không ta? Sao em nghe kỳ kỳ? Trời, bà xã, em nói bậy gì vậy? Tao nói là trong cái rủi có cái mai. Đúng rồi. Thì bây giờ đây là cái mai của em nè. Trời, bà xã, có thiệt là em không bị sao hả? Em nói lung tung như vậy. Thôi mệt anh quá. Mở miệng ra là cứ nghĩ em bị điên không à. Em mà điên á thì cái nhà này còn cái gì nữa. Kể ông xã nghe, hôm nay em đi trên đường, em đi rất là đúng luật nha. Một chiếc xe hơi, một cái râm tông trúng em. Em lúc đầu em cũng sợ không biết có gãy tay gãy chân gì không, mà đứng lên thấy cũng không sao. Mà cái vết thương này nè, lúc đó đâu có dữ vậy, em thấy một cái lằn nó hồng hồng thôi à. Em cũng tính là thôi mình từ bi, ông xã hiểu không? Mình lấy tiền người ta làm cái gì? Em tính bỏ qua. Vậy mà sức sượt với em, xuống dưới đã đụng người ta rồi không biết xin lỗi thì thôi, xuống còn la nói cô đi đường không thấy này nọ. Em bực mình làm giả luôn. Bồi thường. Em tưởng nói chơi, làm thiệt không xã? Móc cho em một xấp tiền luôn, không ít đâu nhanh. Em đoán lẩm cẩm 10 triệu hoặc là hơn đó. 10 triệu. Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.